Rồi tiền vô sóng, tiền vô sóng. Cái này là cái chữ dân tộc gọi là sar. Đây là cái nắp bom bi. Ở trước nó hình tròn. Cái nắp này là tròn. Mà cái lỗ là không có, cái núm này cũng không. Mà khi mà tôi lấy bom bi đấy, tôi nhìn thấy, ồ cái này đẹp. Ông bố trước ấy, họ đi văn nghệ, họ đi Arioping. Tôi thấy là họ chơi cái này. Bắt đầu tôi cũng muốn, tôi cất lại. Đến bây giờ là, đến bây giờ từ năm 69, năm 73, tôi nhặt được rồi tôi đem về, không cho ai. Cụ Hồ Cư Chảnh năm nay 87 tuổi là một già làng với tình yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc của người Ba Cô. Thời điểm hơn 50 năm trước, khi còn là chiến sĩ, cụ đã nhặt được những chiếc nắp của bom bi và tái chế thành một loại nhạc cụ dân tộc truyền thống. Nhạc cụ ấy đồng hành với cụ Chảnh đến tận bây giờ. Chiếc xa là loại nhạc cụ có cách chơi như chập chang, hai mảnh kim loại sẽ gõ vào nhau để tạo thành từng phách nhịp hoặc cùng với những nhạc cụ khác. Bên nhạc xóm với 4 thành viên do cụ Chảnh làm nhạc trưởng, chiếc xa được kết hợp với tiếng khàn, tiếng tù và cùng với giọng hát trầm ấm đã tạo nên những điệu nhạc đậm chất hoang dã của núi rừng. Mục đích của nó tức là khi mà lễ hội của người dân tộc Ba Cô Vân Kiều là phải dùng bằng cái này, thổi khen cũng phải dùng cái chập chàng này, thổi tù va cũng dùng cái này, đi xem tức là lễ hội mừng cơm mới, lúa mới cũng phải dùng cái này, khi mà nó phải đi đôi với cái khen, với khen bè. Bên cạnh việc tổ chức một nhóm nhỏ để sinh hoạt âm nhạc, cụ Chảnh cùng những người khác còn phụ trách thổi khàn, đánh chiêng cho cộng đồng Ba Cô mỗi khi có dịp tổ chức lễ hội. Thi thoảng những người nghệ sĩ núi rừng này còn được chính quyền địa phương đưa về miền xuôi để biểu diễn, giao lưu. Ông Hồ Cư Chảnh, một nghệ nhân của địa phương, ông đã tái chế phế liệu của chiến tranh làm dụng cụ để có thể phục vụ cho dân ca của dân tộc Vân Kiều Ba Cô. Và qua đó thì ông cũng muốn lưu giữ những kỷ niệm của thời chiến tranh của mình để có thể truyền đạt cho thế hệ trẻ về kỷ niệm của bản thân các ông thời xưa. Mong mỏi lớn nhất của cụ Chảnh là thế hệ trẻ duy trì niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc để tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng người Ba Cô, để những tiếng đàn, tiếng chiêng, tiếng tù và vẫn mãi vang lên giữa núi rừng của Đại Ngàn, Trường Sơn.